Chào cả nhà nha. Hôm nay mình giới thiệu xe mới về, mình review mới về cho cả nhà xem tham khảo. Hàng mới từ Nhật về, chưa rửa nha. Hàng chưa dọn dẹp á, để mọi người xem hàng chưa dọn dẹp như thế nào. Hàng nguyên zin từ Nhật về mà chưa dọn dẹp, chưa xịt rửa. Nhiều bác là thích xem những hàng như vậy. Đây, hàng này đấu giá bản hiệu 8004. Bản đấu giá nha, 8004 F255. Con này là đẹp như đập hồng luôn nha. Bốn quả lốp đẹp. Đây là hàng nguyên zin từ Nhật về, chưa dọn dẹp nha mọi người. Mọi người xem đăng ký chia sẻ cho mình nha. Xem sơ qua tổng quát rồi. Dàn áo của nó từ Nhật về chưa dọn dẹp là thế nào. Đẹp tuyệt vời luôn. Bản hiệu đấu giá 8004. Nguyên nè, từ Nhật. Đèn này còn mới toanh luôn. Con này mà xịt rửa ra thì không còn chỗ nào mà chê luôn. Mọi người xem cái cản của bên nó về nè. Ốc này, thấy chưa? Sáng vàng, sáng như xe mới. Hàng nguyên zin chưa dọn dẹp. Từ Nhật về cho các bác chiêm ngưỡng xe chưa dọn dẹp thế nào nha. Xe còn nguyên đất đai nước bùn đây này. Hàng nguyên từ Nhật về chưa dọn dẹp. Đây đất dính nè, đóng và đóng luôn. Đất từ Nhật về. Còn mình dùng bền vô đối 25 mã lực. Bét tin luôn nha. Tiết kiệm dầu. Mới như hàng đập thùng. Hàng chưa dọn dẹp từ Nhật về. Xem lớp trước. Lớp trước 76. Con này được cái là xe về đẹp mà bố quả lớp cũng đẹp luôn. Lớp sau là 11.2 24. Ốc vít, ốc vít nó mới nè. Mọi người chiêm ngưỡng độ mới của cái con F255 mới về từ Nhật nha. Chưa dọn dẹp. Mới ghê là mâm, chỗ là mâm nó mới nè. Ốc. Ốc sẵn gì gì luôn. Mới con sầm anh. Lâu lâu có được con đẹp quá trời luôn. Ở đùi. Đây. Đây là đất nha mọi người đấy. Mọi người xem đất bên Nhật về hàng chưa dọn dẹp nha. Còn nguyên đất đóng này. Còn đùi nó láng nghe luôn. Chưa có gọi là có vết vỉ luôn á. Nó láng đẹp mà chưa thấy vết vỉ luôn. Nó mới vậy đó. Đây đất không luôn nha. Đây là nguyên si từ Nhật về nha. Con này không có chỗ nào để mà chê nữa. Vì nó quá rồi, quá đẹp luôn. Nguyên đất minh đồ bên Nhật về này. Ai mà chúng con này thì quá tuyệt nha, lâu lâu mới có hàng đẹp về. Mọi người cho em đăng ký chia sẻ cho mình để tham khảo, có máy cày là mình cần tìm nha. Lâu lâu em thì review một con máy cày mới cho mọi người xem tham khảo. Đây, hàng chưa dọn dẹp đây mọi người. Đừng nước khổ xanh lùi xanh lét, đất đai là bán này. Ừ, thấy nhìn thấy đất không? Đây, đất này, đó. Nguyên từ bên Nhật về luôn nha. Mà nguyên viên chưa dọn dẹp, đất đai dính luôn. Nhưng mà nó mới ghê sợ luôn á.
Nhìn cái mối chưa? Ba máy. Rồi, nguyên tem mát này mà nó mới, nó còn. Rồi, rửa ra thì còn gì bàn nữa, không còn chỗ nào bàn luôn. Mới. Tanh xà banh luôn. Bét kim nha cả nhà, tiết kiệm dầu, kim phun trực tiếp luôn. Hàng chưa dọn dẹp là thế nào nha mọi người. Mọi người cái đầu đẹp của con mà chưa dọn dẹp mà nó đẹp thế này. Lòng nó cũng con mới. Bình trả lực. Hàng nguyên tin từ Nhật về. Đất không đất đâu. Mọi người muốn mà hàng chưa rửa chưa dọn dẹp nhìn toàn đất không thôi. Mã số trên máy. Đây đất không nè. Bơm nó thì mới tăng rồi. Xem cắt nước. Cắt nước về mà còn xanh luôn mọi người. Bánh đầu luôn. F255 25 mã lực nha. Bét kim. Hai cầu trợ lực lái. Hàng từ Nhật về, mới về chưa rửa luôn. Mới tăng xà banh nha. Con này rửa ra thì không còn chỗ nào mà che nha nha. Đây là hàng nguyên khi tiền bạc nhập về. Lớp sơn, lớp áo là nguyên zin. Cái ghế nó ngồi êm phải biết luôn. Đó. 1, 2, 3, ho. Rồi, dưới ghế. Dưới ghế mà còn vàng luôn là nhà này. Nhà tên này. Được chưa? Em này. Nó chạy như giờ 851 giờ. Giờ mình đề đây nha mọi người xem nha.
tuyệt vời. Có ngày thì không còn có chỗ nào chê nha, mình không cần nói nhiều. Mọi người xem ai cần cứ liên hệ với mình qua số điện thoại ở dưới để màn hình nhé. F255 mới về thì Nhật chưa dọn dẹp. Ở nhà xem cái bộ mà chưa dọn dẹp thì Nhật về là như thế nào. Rồi, mình đóng quá lại lần cuối rồi sao.